Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để cho ý kiến các nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố trình và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến 8 nội dung trên các lĩnh vực, bao gồm dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố thay thế nghị quyết 43, quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu thành tích cao tại các giải thưởng cuộc thi liên hoan quốc gia quốc tế trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án như khu công nghiệp Hòa Ninh, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân. Liên quan đến đầu tư công, có các nội dung về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình chợ đầu mối Hòa Phước, về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2, hộp rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, về việc bố trí nguồn dự toán kinh phí cung cấp sản phẩm dịch vụ công trên địa bàn thành phố với thời gian 3 năm hoặc 5 năm. Qua thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất thông qua các nội dung này. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.